Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là về một cái tủ buffet. Đầu tiên thì shop giới thiệu là đây là tổng thể của tủ buffet. Nè quý cô chú nha. Dạ. Cái tủ này là gồm cẩm lai và gỏi đỏ. Xin mời quý cô chú tham khảo nha. Dạ. Phía mặt trước thì nó gồm có hai cánh hai bên. Đây là phía dưới nha. Đó. Đầu tiên là cái mé bên phải, cái cánh cửa bên phải. Đây là cánh bên phải nha quý cô chú nha. Dạ. Tổng thể nha. Cái này là có nu nha quý cô chú. Ở đây nó có nu nha. Dạ. Cái cánh là một cánh nè. Tiếp theo là dàn diềm. Đó, dàn diềm đây ha. Dạ. Cái tủ này là cũng rất là xưa. Dạ, cái tủ này gọi là tủ Tây nha quý cô chú nha. Tủ Tây. Đó, rất là to, cái bên hông rất là to nha quý cô chú, chắc chắn. Đó. Tiếp theo là sếp giới thiệu qua bên hông luôn. Bên hông bên phải luôn. Bên hông bên phải nè. Tổng thể nha. Đây là cái bên hông bên phải. Dạ. Nó có nu nha quý cô chú nha. Ở đây nó có nu nè. Đó. Bên hông bên vải nha. Đây là vân gỗ đây. Dạ. Liên lạc. Đó. Có nu đây. Nu nè. Nu luôn. Đó. Tiếp theo là bên nóc. Nóc thì nó có cái đường, cái ba súng à. Và cái nóc trên đây. Đây là tổng thể phía bên nóc. Đây có nu nha quý cô chú nha. Đây nó có nu nha. Đây nu nha. Dạ. Một tấm gõ. Có màu vết theo thời gian. Dạ. Rồi tiếp theo là bên hông. Tiếp theo là bên hông bên trái nha. Đây hông bên trái nha. Của một tấm gõ đẹp nè. Dạ. Những cái hông này rất là to nha. Cái hông này tới 57. Hông lớn nha quý cô chú nha. Đó. Vàng là vàng chân nè. Rồi tiếp theo là cánh bên trái. Cánh bên trái của một tấm nha quý cô chú nha. Dạ. Cái này là môi chề. Đó, môi chề. Ở đây giữa là có cái học tủ và hai cái kiến. Cái bát súng xéo rất là lớn nè. Dạ. Tủ Tây này thì cũng ít gặp hai quý cô chú nha. Dạ. Tủ Tây này cũng
loại nhỏ mà cái bụng rất là to nha, đó cái bên hông rất là to. À, búp phê Tây. À, sau đây thì sếp sẽ xin đo tổng thể nha quý cô chú nha. À, tiếp theo sếp sẽ đo cái tủ tổng thể, cái tủ búp phê, à, búp phê môi trề, búp phê Tây nha quý cô chú nha. Dạ, 140. Chiều cao là 105. Chiều cao lên là 105. À, cái bụng hồi nãy bên cái bên hông hồi nãy sắp đã đo rồi. À, bên hông là 59 nha quý cô chú nha. Phía trên thì 51. Tại cái bá súng này nó xéo nha. Bá súng ở đây nó đi xéo. Bá súng nó đi xéo nha quý cô chú nha. Dạ. Những cái đường chỉ này nè. Những cái đường chỉ xung quanh như vậy là cẩm lai nha. Dạ. Sếp xin nhắc lại những cái đường chỉ này là nè, đó là cẩm lai. Ha. Còn lại là gõ đỏ bông. Ha, đây là môi trời xéo ra. Chân thì chân chắc chắn. À, sau đây sếp xin báo giá tổng thể của tủ buffet tay này với giá tiền là 5,5 triệu nha quý cô chú nha. Nha, tủ buffet tay này rất là nặng. Hai kiên là cống rỗng nha quý cô chú nha. Dạ. Dạ, cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và bình an. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh giúp dùm shop một cái đăng ký và chia sẻ, shop thành thật cảm ơn rất là nhiều.